Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Thảo Luân Hôn. Sau đây sẽ là 1001 kiến thức về nhà ở. Ghế sofa là một đồ nội thất không thể thiếu ở trong ngôi nhà của bạn. Nó là tâm điểm của mọi cuộc vui chơi và trò chuyện, nên việc lựa chọn một bộ ghế sofa ưng ý sẽ trở nên quan trọng hơn bao giờ hết. Trên thị trường hiện nay có đa dạng các loại sofa khác nhau, nhưng nổi bật và được đông đảo các gia đình lựa chọn nhất chính là sofa vải và sofa da. Tuy nhiên, để chọn ra loại sofa nào phù hợp với bạn nhất, hãy cùng Thảo Luân Hôn khám phá công dụng của từng loại sofa ngay sau đây nha. Hãy chọn sofa vải nếu bạn thuộc 4 trường hợp sau đây. Thứ nhất, nếu sự thoải mái là sự ưu tiên hàng đầu của bạn, sau những giờ làm việc mệt mỏi, một chiếc sofa êm ái thực sự rất lý tưởng, nhưng mức độ thoải mái phụ thuộc nhiều vào chất liệu của chiếc sofa đó. Vải sẽ là chất liệu mang lại cảm giác thoải mái hơn nhiều so với da bởi độ mềm và mịn. Vào mùa hè thì chất liệu vải sẽ thoáng và thoát khí tốt hơn so với chất liệu da. Và hãy lưu ý về khoảng chọn lựa chất liệu để có thể có một chiếc sofa thoải mái nhất nha. Thứ hai, nếu bạn có ngân sách hạn chế, việc mua ghế sofa giống như là một khoản đầu tư vậy, nó không nhất thiết phải là một khoản đầu tư đắt đỏ. Trên thị trường hiện nay, để sở hữu một chiếc sofa vải chất lượng vẫn sẽ phải chăng hơn khi bạn chọn mua một chiếc sofa da. Nên đối với những gia chủ có ngân sách hạn thì vẫn sẽ có thể sở hữu cho mình một chiếc sofa vải có thiết kế hiện đại, chất liệu tốt và độ thoải mái thuộc hàng top đầu. Thứ ba, nếu bạn yêu thú cưng và đang nuôi chúng, những người nuôi thú cưng không thể ngăn cản sự nghịch ngợm của chúng. Những vết trầy xước trên ghế sofa sẽ để lại những dấu vết vĩnh viễn, không thể khắc phục được. Mặt khác thì ghế sofa vải vẫn sẽ có thể và khá dễ dàng để bạn có thể thay đổi lớp vỏ bọc sofa vải khi bị thú cưng cắn xẻ hay đi vệ sinh không đúng chỗ. Giờ thì bạn đã an tâm để chăm lo cho các bé cưng nhà mình rồi nha. Thứ tư, nếu bạn không có nhiều thời gian để mang đi bảo trì, hầu hết những chiếc sofa vải mới đều có chất liệu cứng cáp, chống lụng rách và dường như rất khó bị hư hại. Bạn có thể thoải mái sử dụng nó mà không cần lo lắng bất kỳ giới hạn nào về việc bạn phải bỏ ra một số tiền lớn để bảo trì nó. Theo các chuyên gia thì việc duy trì và kéo dài tuổi thọ của ghế sofa vải sẽ khá rẻ và tiết kiệm được rất nhiều so với những chiếc sofa da. Ngay cả khi bạn muốn thay đổi phong cách cho căn phòng hoặc diện mạo cho chiếc ghế sofa của bạn, chi phí cho sự thay đổi ấy cũng sẽ vô cùng hợp lý. Vừa rồi chính là 4 lý do tại sao bạn nên chọn sofa vải hơn là sofa da. Bạn nghĩ như thế nào? Hãy để lại ý kiến của mình dưới phần bình luận nha. Còn nếu bạn vẫn đang còn thắc mắc hay cần được tư vấn, hãy liên hệ ngay với số hotline của Thảo Luân Hôn để được đội ngũ nhân viên tư vấn tận tình. Video ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video kế tiếp.